thưa quý vị, Hoàng Đăng Bình xin được đón chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Gõ Cửa Nhà Sao, được phát sóng vào lúc 21:20 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đài Phim Media thực hiện. Ngay sau đây, Hoàng Đăng Bình xin được phép trân trọng giới thiệu với quý vị khu vực cổng nhà. Khuôn viên rất rộng rãi, rất thoáng mát và cổng rất là đẹp. Nhà cao cửa rộng lắm quý vị ạ. Đây chính là không gian sống của một nữ ca sĩ rất xinh đẹp, trẻ tuổi, tài năng mà hát cực hay luôn. Và chắc chắn ngày hôm nay những khán giả hâm mộ của cô ấy đang mong muốn được khám phá không gian sống cũng như là lắng nghe những câu chuyện chia sẻ đến từ cô ấy. Và bây giờ đúng theo thủ tục thôi, chúng ta gõ cổng. Cổng rộng phải có chuông chứ chọn. Cổng rộng, bự, to, đẹp vậy là phải có chuông, nó hiện đại. Mà có hai cái chuông là mình bấm có chuông nào mới đúng nè. Bấm luôn hai cái. Có lỗ á. Alo. 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 Không có nghe. Alo, alo. Ủa ai vậy trời? Anh ơi. Có ai ở nhà? Anh ơi. Ủa anh Hoàng, trời quý hóa vậy hôm nay rồng đến nhà tôm. Đừng có đâu, anh chỉ là một con một chú giun đất thôi. Kính thưa quý vị, khách mời đặc biệt ngày hôm nay cùng với Gõ Cửa Nhà Sao đó chính là ca sĩ Quỳnh Trang. Xin chào tất cả quý vị. Quỳnh Trang ngày hôm nay đang rất là rạng rỡ, xinh đẹp. Mong là lát nữa đây chúng ta sẽ tâm sự thật là nhiều câu chuyện hay để dành tặng cho quý vị khán giả nghe. Anh đến thăm nhà rồi còn phải được ngồi tâm sự, ngồi chia sẻ với anh nữa hả? Đúng rồi, cho anh miếng nước là được rồi. Rồi vậy em mời anh vô nhà. Dạ, mời mọi người. Wow, nhà rộng quá chừng luôn. Này phải mấy lầu luôn quý vị. Quá chừng rộng, đẹp, cứ trồng xuất sắc. Rồi em mời anh ngồi xuống dùng trái cây uống nước đi. Nhà đẹp quá em ơi, rộng lên. Em về đây ở được bao lâu rồi? Dạ nhà em cũng mới về đây được trước Tết tới giờ. Vậy trước đây là em ở quận mấy, ở đâu? Em cũng ở gần cái căn này luôn. Dạ nhưng mà lúc đó là nhà em ở chung cư. Xong rồi giống như gia đình là thành viên tăng lên á, bởi vì gia đình anh là có thêm cháu nữa. Trời chúc mừng em, cháu gái hay cháu trai? Cháu trai. Trời đã hè. Giờ là em có hai đứa cháu trai rồi đó. Đứa cháu trai. Dạ, đó. Anh biết con nít thì cái đồ dùng của nó nhiều lắm. Đúng rồi. Mà ở chung cư thì ở lúc đó là bốn người lớn, hai em bé. Cho nên đông là lắm rồi đó. Dạ, cho nên là cũng hơi bừa bộn, cho nên là lúc đó là nhà mới quyết định là tìm một cái căn dưới đất. Trời ơi, cảm ơn con trai nha. Nhờ cháu trai ra đời tự nhiên không giờ cô tự nhiên có được cái nhà mới nữa. Nhà của em đặc biệt là cái phòng khách. Đáng lẽ là cái phòng khách là nơi mà gia chủ người ta sẽ bày biện những cái gì rất là hoành tráng đúng không? Rồi. Còn nhà em là cũng khá là đơn giản, bởi vì hai ông tướng quậy quá trời quậy. anh nghề của anh quá trời ngoài kia kìa. Đúng rồi, anh có con nít nên biết là cái tuổi của nó là cái gì trong tầm tay của nó là nó dọn hết. Nhà anh cũng vậy, đấy, nhà trẻ luôn. Đấy, cho nên là hôm nay không biết linh tính sao mà biết có khách tới hay sao á. Ghê chưa đó, quý vị. Linh tính cho nên là tự nhiên dọn dẹp sạch sẽ. Hay quá. Thôi cho anh uống miếng nước nha. Rồi vô cái em. Đi. Dạ, rồi chúc em sức khỏe nha. Chúc mừng gia chủ. Mà đâu có chúc mừng xuông vậy được. Sao? Thì... Trời đất ơi, sướng vậy. Đây. Nhưng anh tới chơi được rồi, quà cáp chi vậy trời. Đó, thay mặt ban biên tập có một món quà, đây là thói quen của chương trình Gõ Cửa Nhà Sao. Dạ. Để thay cho lời chúc sức khỏe và chúc may mắn dành cho gia chủ. Em cảm ơn anh, cảm ơn chương trình. Vừa rồi chúng ta cũng đã lắng nghe được là Quỳnh Trang chia sẻ về hai ngôi nhà ở chung cư, rồi sau đó là mới dọn về đây ở thôi. Dạ. Thì cái thời gian dọn về đây ở là có nhớ cái không gian cũ ngày xưa không? Có dễ ngủ không em? Em được cái là dễ ngủ, thả ở đâu là ngủ đó. Trời, thả không? Dễ nuôi, dễ ăn, dễ ngủ. Nhưng mà có dễ hát không? Dạ hát là sao? Là đụng cái là hát. Đụng cái hát, đụng cái hát. Là hát. Yêu cầu cái hát. Rồi bây giờ anh đụng thử em cái, thử em có hát không? Chứ anh thấy chưa đụng mà hát dễ cười rồi đó. Ghê quá vậy. Con người mình quan trọng là cái gì? Là phải vui. Vui, đúng. Gặp nhau là phải cười. Dễ thương. Quý vị thấy không? Quỳnh Trang trên sân khấu thùy mị, nết na, dịu dàng, đáng yêu. Bình thường em cũng thùy mị mà. Không. Nhưng mà mỗi lần mà thí dụ ngồi với Hoàng rapper đi là anh em chúng ta sẽ thoải mái hơn và tâm sự được nhiều hơn. Nhưng mà vẫn thùy mị nha. Vẫn thùy mị. Chắc phải lên lấy cái áo dài mặc quá. Anh rất thích cái nụ cười của em, cái giọng nói nữa. Cái giọng nói của em nó rất là đặc trưng, nó rất là dễ thương, nó rất là đáng yêu luôn. Quê gốc em là ở Phú Yên đúng không? Dạ đúng rồi. Đây không phải là giọng Phú Yên.
hồi đó khi mà em vào đây để em bắt đầu đi học nè, là em cũng nói tiếng địa phương của mình và em không có tính thay đổi. Nhưng mà khi mà đi học, lúc đó em học trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, khoa kịch hát dân tộc. Dạ, cho nên là lúc đó các thầy, các cô cũng như là các bạn là góp ý với mình là có nhiều cái âm điệu tuy là không có muốn nhưng mà mình vẫn phải sửa lại. Đúng rồi, cho người nghe họ dễ nghe và khi mà mình nói chuyện với tất cả khán giả ở khắp vùng miền thì họ cũng sẽ dễ hiểu hơn. À đúng rồi đó. Nhưng mà chắc chắn khi mà về với quê hương của mình trình diễn thì chắc chắn em phải sử dụng. Đúng, em phải nói chuyện giọng nậu nha. Đâu thấy dầu giờ sao nói. Minh Trang xin chào tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị sẽ có thật là nhiều sức khỏe và có một đêm xem ca nhạc thật là vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân của mình. Đó vẫn dễ thương. Đúng rồi. Và sau đó em nói là bây giờ em sẽ hát cho quý vị nghe những cái bài hát đầu tiên, thì quý vị muốn nghe em hát bài nào thì em sẽ hát bài đó cho quý vị nghe. Đó vẫn dễ thương đáng yêu. À, và nói về ngôi trường đầu tiên của em khi bước chân vào nghệ thuật, đó chính là trường sân khấu điện ảnh. Thì sau khi tốt nghiệp xong, Em chưa tốt nghiệp bởi vì lúc đó là mới học có 1.5 năm thôi. Xong rồi mình có cơ duyên cái mình được quý vị khán giả biết đến yêu mến nhiều. Xong rồi lúc đó mình đi hát, mình tạm ngưng cái việc học lại nhưng mà ngưng hơi lâu phải không? Đúng rồi, ngưng hơi lâu cho nên là thầy cô từ chối thu nhận. Cho nên em còn nợ nè. Còn bảo lưu đi quý vị. Mà hết thời gian bảo lưu luôn rồi. Hết, quá đắt luôn rồi. Quá đắt luôn rồi. Quá, lại. Quá hạn sử dụng và con xin lỗi thầy cô. Chắc đang có theo dõi. Nhìn vô ống kính. Không dám nhìn luôn. Không dám nhìn, nhìn liền. Dạ con tên Trang, học viên khoa kịch hát dân tộc. Thầy nào cô là nào? Khoa cải lương là cô chủ nhiệm là cô Hồng Thắm. Lúc đó cô cũng đã rất là yêu mến và có những lời góp ý, những lời khuyên chân thành là con hãy cố gắng thu xếp để tiếp tục cái việc học. Nhưng mà mê hát quá, không có kiềm chế được, không có kiềm hãm được cho nên là trong một phút giây nào đó đã lỡ quên mất cái lời khuyên của cô, cho nên là bây giờ là quá hạn để có thể đi học lại. Mong cô thông cảm và bỏ qua lỗi lầm này của em ạ. Dù sao thì cũng thông cảm cho Quỳnh Trang bởi vì cơ hội tới mà. Dạ. Nhưng mà chắc chắn là sẽ có nhiều điều tiếc nuối đúng không Trang? Em rất là thích bộ môn nghệ thuật cải lương và em cảm nhận được là trong đó có rất nhiều cái tinh túy, rất là nhiều cái hay, kể cả ca diễn và biểu diễn trên sân khấu, kỹ thuật sân khấu đều gói trọn ở trong đó. Cho nên là em cảm thấy là còn có rất là nhiều cái phải học và em luôn cảm thấy là bản thân mình còn mắc nợ lại. Chắc chắn là trong tương lai, nhưng mà mình bây giờ vẫn chưa xác định được là thời gian cái cụ thể nó là sẽ rơi vào thời điểm nào, nhưng mà chắc chắn trong tương lai em sẽ học nốt những cái gì mà khi ở trong trường em còn thiếu. Mình mong cái hình ảnh mà một nghệ sĩ rất là đa năng là Quỳnh Trang có thể hóa thân vào tất cả những vai diễn hay là những nhiệm vụ mới của mình, và đặc biệt là cải lương nữa. Bởi vì từng cử chỉ, điệu bộ, cái dáng xuyến, dáng đi như thế nào nó cũng đều rất là quan trọng đối với một nghệ sĩ cải lương. Dạ. Nó sẽ bổ sung cho em rất là nhiều bản lĩnh trên sân khấu nữa. Hát một khúc liền. Bấm cái nút làm hát chuyển cái đồ cải lương liền. Cha cải lương. Đáng thuộc bài nha con gái. Cố gắng. Cô Thắm đang coi á. Con sao trong lòng nhớ bầy tháng thơ, tiếng sao bi thương nức nở giữa đêm trường. Vỗ tay. Sầu đôi gương loáng em cũng đoán trường, sao xa bầy cũng thương không hòa điệu, em xa người đang là phím chung dây, tâm sự này biết tỏ với ai đây, men rượu nồng cay chẳng làm với thương nhớ, con sao buồn nên sao khóc nỉ non, con trời cũng buồn sao trời mưa không dứt. Trời ơi, gì đó vẫn một nha, hay là xuất sắc. Dữ không? Bái phục. Bỏ trường biết bao nhiêu lâu mà còn nhớ bài là bái phục.
quý vị ơi, đâu phải là chỉ riêng Bolero là sở trường của Quỳnh Trang đâu. Quỳnh Trang rất là đa năng luôn, và thậm chí nói về diễn xuất ha. Em mà nhập mấy cái vai mà con cháu này nọ rồi nó, mấy đứa bé xinh xinh rồi, hay là cô bé lót chắc được. À, nói tới những cái vai diễn đó em mới nhớ là chắc là bình thường trong em nhỏ con quá hay sao mà đa số đạo diễn chọn em toàn là những cái vai như mới mười mấy tuổi, hay là những cái vai còn như là những cái cô học sinh trung học rồi đại học vậy thôi. Tại vì biết sao không? Bản thân là cái thần thái bên ngoài, cái giao diện cực kỳ ngây thơ trong sáng của em. Anh đoán là... em nhiêu tuổi? Ha. Thiệt, nãy giờ không đoán được tuổi của luôn á quý vị. Đoán nếu mà khán giả mà trung thành của em thì chắc là có tìm hiểu thì sẽ biết. Đoán sơ coi cho được nha. Chắc chắn không phải 30, làm sao 30 được. Đúng không, rồi, từ. Chưa chắc, anh nói chắc chắn không phải. Trời, chưa vậy. Đàm thắng. Đúng rồi, anh đoán cái tầm tuổi này là mình làm được căn cứ công dân rồi đó. 18 hả? Anh chốt chưa? Chết, hay chẳng như đúng không? Anh chốt chưa? 18 thì trẻ quá, bởi vì còn làm nghề rồi đi thi này nọ rồi đi thì học. Anh cứ nghĩ em đi hát hồi em mới có 11, 12 tuổi. Ủa, anh 11, 12 tuổi vô trường xin hỏi đi gặp, đúng rồi. Cái giọng người này không được. Tới 18 tuổi được. Rồi, anh chốt nè. 22. Anh chắc chưa? Thì đó, thì đi học 18, cái là mình bỏ ngang, cái mình đi thi 22. Ok anh, đúng là anh của em. Dạ dạ. Sai nha. Ủa mà sai hả, vui vậy? À, có nghĩa là em trẻ hơn cái Được, lão hóa ngược. Anh đoán số tuổi của em nó nhỏ hơn cái số tuổi thực tế của cái em. Cái gương mặt của em không thể nào mà ngoài 30 được liệt luôn á. Chỉ có 20 mấy thôi à. Ý là mình bỏ qua cái chặng 30 đi. Trước sau gì cũng muốn chạm cái ngưỡng đó. Mà tới cái ngưỡng đó là cái mùa thứ 6, thứ 7, chủ nhật gì của Võ Cửa Nhà Sao á. Anh là thăm em tiếp, lúc đó em sẽ có thêm một dàn cháu mới, là như một dàn nhà mới, em hiểu không? Lúc đó mình phải vui lên em. Vui lên. Cứ mỗi lần có đứa cháu là có căn nhà. Ủa dữ vậy á? Mỗi đứa cháu có căn nhà. Vậy phải hối chị dâu em. Ủa sao em hối bản thân mình á? Thôi bởi vì á, thật sự khi mà chị em có bé đầu tiên á, em coi bé như là con ruột của em luôn. Ồ, cưng quá. Bởi vì thật sự trừ từ trước tới giờ em không có ý định là sau này sẽ lập gia đình và có em bé. Vậy luôn. Cho nên là em coi hai bé như là con ruột của em nuôi như con ruột. Ủa vậy tính ra là em muốn tính lập gia đình luôn. Thì em không biết là tương lai sắp tới thì nhiều khi con người mình mỗi thời điểm nó sẽ có mỗi cái suy nghĩ khác nhau. Cũng có thể. Cho nên là từ hồi đó cho tới tính tới thời điểm bây giờ là em vẫn chưa muốn lập gia đình và chưa muốn có em bé. Cũng hay, biết sao không? Giờ mình tập trung vô sự nghiệp trước đó đã. Đúng rồi. Với lại phụng dưỡng ba mẹ, phụ giúp ba mẹ nữa. Quên nữa. Bây giờ có ba mẹ ở nhà. Có mẹ ở nhà. Sao nham hiểm vậy? Sao tự nhiên cười nham hiểm vậy? Không có mẹ ở nhà mới nham hiểm. Tại cũng qua thăm nhà phải thưa gửi bác tí rồi. À vậy bác có quà không? Quên luôn. Rồi vậy là không được gặp bác. Ê vậy thôi, giờ em có món quà nào tặng mẹ giùm anh được không? Ok vậy thì em sẽ châm trước cho anh nha. Châm trước cho anh, nhưng mà mình sẽ nợ vào, nếu như có dịp sau sẽ nợ vào dịp không sau mẹ, nha. Giờ bác xuống cái anh đọc rap kỳ lắm. Vậy hả? Lát tặng mẹ bà là được rồi. Mời mẹ xuống đây xong rồi em phải là người đại diện em tặng. Mà nhưng em thấy em thiệt thòi quá vậy. Xong á. Em nể tình hôm nay là anh lặn lội trời nắng chang chang mà trời, anh tới nhà anh thăm em. 22 em như 18 tuổi. Vậy em đi liền. Dạ thưa chú, con đi gần đi con. Nho ngon quá mà ngại không dám ăn quý vị ơi. Sợ mình thôi lỡ đi. Từ từ đi. Oh no. Ủa sao anh nghẹn vậy? Anh à, do anh đây là nể nang anh dạ, lắm. Dạ, chào cô. Nên chào là con. Đây là một người phụ nữ rất quan là ngại trọng. Ngại xuất hiện trước ống kính. Con cháu trong nhà nha cô. Con là Hòa rapper, là MC của chương trình Gõ Cửa Nhà Sao ạ. Dạ, chào con. Mẹ đẹp như vậy mẹ phải lên hình để cho khán giả biết đây là mẫu thân, là vệ sĩ luôn. Kim quản lý, kim thủ đúng quỹ. Đúng rồi, đó là một người rất là quan tài trọng. Tài xế nữa chứ. Kim tài xế nữa. Dạ cô ơi, chắc chắn là đây là niềm tự hào lớn nhất của cuộc đời cô, Quỳnh Trang đúng không cô? Đúng. Hồi trước á, là Trang là một cô bé như thế nào cô? Có thì mị nít na hay là ít nói, hay là một cô bé rất là hiếu động hả cô ha? Cái lúc 2 tuổi bắt đầu mới chập chững biết đi á. Dạ. Hiếu động lắm. Hiếu động. Rất ai là, cũng vậy anh, ai rất là nghịch ngợm. Dạ. Rất là nghịch ngợm, không có chịu ngồi yên một chỗ. Đừng bầu chữa. Hình như là hai đứa cháu bây giờ cũng giống vậy. Trời thấy chưa?
Chị nào cháu? Đặc biệt là thích nghe bolero, là thích nghe từ nhỏ luôn. Cô có nhớ cái bài hát đầu tiên mà bé Quỳnh Trang bập bẹ biết hát là bài nào không cô? Không bao giờ quên được luôn dù anh nghèo. Sao mình không hát bài nào mang lại may mắn cho mình, tự nhiên hát có chữ nghèo vậy em? Dù anh nghèo. Dù anh nghèo, dù em vẫn thương đúng không? Đúng rồi. Đó bao là... hát khúc con nè. Khi đã yêu nhau nào mơ ước nhiều, dù anh có nghèo yêu vẫn còn yêu, lưu luyến bên nhau đẹp thấy buổi đầu, dù ngày mai có xa sao, miễn đừng có phụ lòng. Mà lúc đó thôi, chưa biết chữ luôn. Hồi đó hát nghe mà dạ. Sao mà còn nói giữa chừng nữa. Thuộc thoại nữa, thuộc thoại luôn. Thoại sao con gái? Không nhớ nữa. Đó hình như là em à, hai đứa mình yêu nhau đã lâu lắm rồi. Nhưng mà anh nghèo quá, không có đủ tiền để cưới em. Anh sợ một ngày nào đó anh mất em quá. Không sao đâu anh, giàu nghèo đối với em không có thành vấn đề. Miễn là anh tới thưa với ba má em là được rồi. Ba má em không có khó đâu. Nhưng mà khi đã yêu nhau nào mơ ước nhiều. Trời đó trời, thuộc từng dấu chấm cái thảy gì lúc, luôn lúc đó. Nhỏ đó, lúc 3 tuổi cái chừng mà cái cô mở karaoke á. Dạ. Cái mẹ mẹ cho con hát. Con hát bài gì? Mở dù anh nghèo. Dạ. Vẫn hát hát mà coi như là không có biết chữ mượt mà trên màn hình nó chạy là hát mượt mà. Hay đúng rồi á. Trời ơi, biết canh nhịp. Canh nhịp luôn. Nhỏ luôn. Đó. Cảm nhạc rất tốt. Công nhận mẹ chọn bài phù hợp ha với lứa tuổi. Hồi đó cậu giận, còn sao nói vậy? Là tại sao nó còn nhỏ mà không cho nó hát những cái bài thiếu nhi. Hát những cái bài của người lớn đó rồi lỡ nó già trước tuổi rồi sao? Đúng rồi. Mà thiệt anh, sau này em về trước tuổi thiệt không anh. Không có như 18 luôn mà. Không, bây giờ em mới cởi mở, em tích cực vậy thôi. Nhưng mà trước đó tầm 2 năm trước đổi lại là em kiểu rất là nội tâm luôn á. À kiểu tuổi dậy thì hồi dậy thì là em nổi loạn. Lúc đó mẹ cực với em lắm á anh. Đây bây giờ tâm sự với mẹ, để mẹ tâm sự nè. Dạ, đó là 2 tuổi là nè, hiếu động nhưng mà cảm nhạc tốt. Rồi lớn lên đi, tầm cấp 1 thì sao mẹ? Cấp 1 thì nói chung là học bình thường, nghe lời, coi như là đi học kèm, học cua đồ gì đâu, không có cho chạy xe đạp, không cho tập xe luôn. Còn vậy luôn đó. Không có cho. Như không đi có yên chả. Tâm. Tôi giờ biết chưa, biết đạp xe đạp chưa? Biết rồi anh. Biết rồi, mừng quá. Rồi. Dạ lên rồi, cấp 2 sao? Lên cấp 2. Dạ. Để cái đầu tóc dài cũng bắt chước người ta. Đi cắt 2 tầng. Cắt cái, ở trên này. Đợt đó cái tóc đó là tóc người ta gọi tóc đó là tóc sư tử đó. Sư tử là. Ở trên ngắn tới đây thôi, rồi dưới còn tầng ở dưới là để dài xuống. Xóa, xóa. Một hai nằng nặc xin đi không cho đi là dặn. Cái lúc mà hồi học cấp 1 của con có một lần gì nữa nè. Cái trên nhà có cái một bồn nước, một cái bồn nhựa mà như là để cái không. Cái bồn đựng nước á. Bồn đựng nước. Bồn đựng nước chứa nước đó. Dạ dạ dạ. Nhưng mà cái bồn để không. Tức là không có nước. Hôm đó học bị điểm thấp. Cô phê cái bình. La cái lên trên lầu á. À, chui vô. Trên cái tầng 3. Trời chui vô nằm ở trong đó. Trời ơi. Tức là đi kiếm hoài không thấy. Lúc đó là rung luôn rồi đó. Dạ dạ. Nhưng không có cho đi chơi, không có ra trước. Ủa mà sao đi kiếm hoài không thấy? Mà cái gì? Chân mỗi nhà ra kêu đúng. Em đâu lên tiếng đâu. Kêu hoài không lên dạ. Tiếng. Kêu hoài không lên tiếng. Đi kiếm hoài chừng anh á, dạ. Anh của Trang này. Dạ. Cái mới lên cái thấy cái nắp. Cái bồn sao nó hở ở trong đó. Cái nhìn vô chạy xuống. Mẹ bé nó nằm ở trong cái bồn nước. Trời, lôi ra kêu ra. Viết 3 chữ: buồn chán nản. Buồn chán nản. Buồn chán nản. Buồn chán nản. Trời ơi. Tâm sự đầu đời của tấm chiếu mới. Tấm chiếu à, hơn là cái bồn không có nước nha. Tấm chiếu. Thật sự là lúc đó em cũng rất là ráng học, anh hiểu không? Hiểu. Có nghĩa là rất là cũng có cố gắng á, cũng tập trung học á. Nhưng mà mình đâu có muốn mình học dở vậy đâu. Xong rồi chừng học dở, kiểu như là lúc biết đó mình còn được an ủi á. Bởi vì mình cũng có cố gắng mình làm bài rồi. Rồi. Mình còn được an ủi, xong chửi quá trời chửi. Chửi rồi chửi giận lên đó luôn. Mà sao hay thiệt, chui vô một cách hay ghê luôn. Chắc hồi nhỏ, đây à? Bé Trang nhỏ xíu rồi cô. Không, đó, lúc đó là cũng lớn mập rồi, tròn. Cũng tròn rồi đó. Mà sao chui vô mà chừng đi ra mới khó. Kéo ra mới khó đó.
ra đường nào trước, cái đầu trước hay cái chân trước? Cái đầu á, mà kéo ra que cái dây này là khó lắm đó. Nó chặt phải lắc qua lắc lại, nó lâu lắm mới ra được. Lúc buồn là mình bị xuống ký, mình teo người lại. Cái hết buồn, cái tự nhiên lúc buồn là cảm thấy không có gì khó khăn nữa. Sao không? Chui đó nóng, người nở ra. Nóng nha anh, nóng. Nóng hầm. Là cái bồn có 500 lít thôi đó. Chứ không phải là cái bồn được lớn mà 1.000 lít. Phơi ngoài nắng hay sao cô hay không, mát? Cô để nó trong mát. Trong mát, nó hơn là trong mát. Nhưng mà lên cấp 3 nè, tư duy tâm lý của những bạn trẻ độ tuổi đó có thay đổi nhiều không cô? Lúc đó có nổi loạn không cô? Không, lên cấp 3 em lại trầm lại. Trầm lại? Trầm lắm. Ủa ngộ, nội tâm. Lúc đó em bắt đầu khép kín lại luôn á. Xong rồi sau đó khi mà vào đây học nè, tự nhiên mình cảm thấy bị lạc lõng á. Lúc đó em ở trong nhà, ở nhà cậu đó là ở quận 12, xong rồi đi học ở quận 1, là mình làm cái gì cũng có mình à. Còn ở quê thì có mẹ này kia. Ủa vậy lúc đó là chưa ở gần mẹ cấp 3. Dạ đúng rồi. Lúc đó mẹ ha? Còn ở quê. Xong rồi vào đây cái gì mình cũng thui thủi mình làm bệnh thì mình cũng tự mình chăm sóc cho mình thôi. Tự nhiên lúc đó mình tuổi thân cái xong mình bị khép kín lại. Với lại lúc đó em kiểu như bị đề phòng tất cả các mối quan hệ xung quanh mình á. Sợ em ơi. Dạ đúng rồi. Cám dỗ xung quanh nhiều, chắc mẹ cũng dặn em mấy cái này đúng không? Dạ. Dặn dữ lắm. Dạ. Đến khi nào thì mẹ mới bắt đầu thôi bây giờ nhớ con gái quá rồi, phải đến thành phố Hồ Chí Minh để mà cùng với con gái. Em bắt đầu đi hát á thì mẹ mới em mới nói mẹ vào đây rồi các mấy mẹ con ở chung. Vậy là mẹ xung phong để mẹ làm quản lý cho con, phụ giúp cho con nhiều thứ nữa. Mẹ đặt rất là nhiều kỳ vọng vào Quỳnh Trang, và khi mà mẹ thấy Quỳnh Trang càng ngày càng trưởng thành công và được sự yêu mến của mọi người, mẹ cảm thấy như thế nào mẹ? Mừng. Dạ. Hạnh diện. Dạ. Sao vậy? Sao thương, vậy? Thương lắm thiệt. Nói tới Quỳnh Trang là cưng bao nhiêu cái cảm xúc, ký ức nó ùa về liền. Chứ em nghĩ coi, nuôi đứa con hồi nhớ ngày nào nó còn lon ton nó chút xíu dễ thương. Đúng rồi, mới ngày nào còn bị quấn bầm chân đó. Cái bây giờ trời, nó rạng rỡ sân khấu, nó đẹp lung linh như thiên thần, mọi người vỗ tay cho nó kìa. Mà trời ơi, cái giọng hát ngọt ngào nó đi vô lòng người, ai mà không tự hào đó. Nên dù là em có đạt được chiếc cúp nào đi nữa thì em chính là chiếc cúp của cuộc đời của mẹ, đúng không mẹ? Mẹ phải nâng niu dữ lắm. Tại do từ lúc nhỏ hai anh em mất cái tình thương của cha, cho nên là bù đắp hết. Từ lúc mà ly hôn, lúc cả 30 mấy tuổi thôi, hơn 20 năm, là chỉ có toàn tâm lo cho anh em. Cho nên bây giờ Quỳnh Trang là coi như là cũng một cuộc đời như là cái cuộc đời của cô. Cái nghề danh của em là mẹ đặt á. Mẹ đặt luôn. Trang lo cho tất cả gia đình luôn, một tay của Quỳnh Trang. À, lúc đầu thì ở cái chung cư quận 10 thì mấy mẹ con Trang mua chỉ có 50 mét vuông, nhỏ lắm. Rồi sau này đổi qua một cái khu chung cư khác thì nó lớn hơn tí. Và sau này nữa là có thành viên nữa đó. Rồi Trang cố gắng là mới mua cái căn nhà này. Tích góp đó. Tích góp. À, cho anh hỏi thăm hai người em nuôi của em thì sao nè? Hai bé Tuyết Nhung với Thiên Ngân. Thật sự thì cả ba chị em là mỗi người đều có một cái hướng đi, đều có cái con đường hoạt động nghệ thuật riêng cả. Ai cũng đều có cuộc sống riêng. Như bé Nhung thì vừa đi hát vừa kinh doanh một cái shop thời trang. Còn bé Thiên Ngân thì vừa đi hát vừa đi học. Còn em thì đi hát rồi đúng rồi lo kiếm thu nhập để trả nợ rồi lo cho gia đình này kia, cho nên là các chị em thì đa số chỉ gặp nhau ở những cái show hát thôi. Còn ở đời thường thì hầu như là rất là hiếm có những cái dịp gặp nhau. Nếu như mà trong cái tương lai sắp tới, hoặc là trong những cái chặng đường nghệ thuật của hai bé, nếu như mà hai bé cần cái sự hỗ trợ gì của em thì chắc chắn là mình sẽ hỗ trợ hết mình. Tầm giữa cuối năm vừa rồi thì em cũng có mời hai bé trong một cái chương trình của em tên là Hát với Trang. Tập của ba chị em thì cũng nhận được rất là nhiều sự ủng hộ cũng như là đón nhận của tất cả quý vị khán giả. Chúc mừng cả ba chị em luôn. Và miễn sao là chúng ta vui mỗi khi được gặp lại và được đồng hành cùng với nhau trên con đường nghệ thuật. Và riêng với Trang nè, ngoài những dự án âm nhạc như là Hát với Trang đi, thì sắp tới đây em sẽ có những dự án âm nhạc hay là ước mơ nào mình đang ấp ủ nè? Em đang ấp ủ những ca khúc về Phật Pháp.
để sắp tới mình ra mắt trong dịp mùa lễ Phật Đản. Những cái ca khúc vẫn còn đang trong quá trình để mình hoàn thành, cho nên là chưa thể chia sẻ cái gì được nhiều. Như là nghệ sĩ mình nó cũng sợ nói trước bước qua đó cô. Đúng rồi. Đâm ra là ít khi nào mà chia sẻ những cái bí mật đó lắm, làm tạo gì bất ngờ cho khán giả vậy mới thú vị. Và giống như ngày hôm nay cũng vậy, Gõ Cửa Nhà Sao có một sự xuất hiện bất ngờ đến từ mẹ của Trang. Con xin cảm ơn cô rất là nhiều. Sự xuất hiện của cô rất là đáng quý luôn, bởi vì hiếm khi nào cô có thể dễ dàng bộc bạch và chia sẻ nhiều đến như vậy. Một niềm tin rất lớn của cô dành cho chương trình. Thay mặt chương trình chúc cho cô thật nhiều sức khỏe. Và con cũng mong là Quỳnh Trang sẽ thay mặt anh tặng quà cho mẹ, một món quà tinh thần hồi nãy anh đã nói á. À là bởi vì ảnh không có quà. Không mà, tặng quà rồi. Tặng quà cho em rồi. Ý là ảnh tặng quà cho con nhưng mà không có chuẩn bị quà cho mẹ á. Không biết là gặp mẹ đâu. Vậy giờ hát bài tặng mẹ đi. Hát một bài tặng mẹ thì em có một cái bài, một sáng tác của nhạc sĩ Thiên Quang. Ca khúc dành viết riêng cho em và mẹ. Còn tặng luôn, đó là ca khúc Nụ Cười Của Mẹ. Thì trong đó nó có một đoạn em rất là thích, nó nằm ở điệp khúc. Mẹ đã cho con dòng sữa thơm con khóc chào đời. Mẹ đã cho con dòng tay êm ấm. Mẹ đã cho con từng bữa cơm mắm muối dưa cà. Mẹ dắt con qua từng nẻo đường mưa nắng phong ba. Ôi mẹ hơn mẹ cái gì. Bình thường hai của gì á? Nhớ con nhà. Trời. Ba đứa nhỏ ở gần nhau thì chửi lộn xuống, bỏ nhau xuống. Xa là nhớ. Cái xa cái nhớ. Thật sự là rất là nhiều điều bất ngờ, những niềm vui, những câu chuyện chia sẻ. Và đặc biệt là không gian sống đầy tình yêu này, đầy tình thương mà gia đình dành cho nhau. Chúc mừng Quỳnh Trang, em đã có một cơ ngơi mới. Mà cái cơ ngơi quan trọng nhất là ngôi nhà hạnh phúc của mình cùng với mẹ. Con cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Và hy vọng là sau này tụi con sẽ được lắng nghe cô chia sẻ nhiều hơn nữa. Và một lần nữa kính chúc cô thật là nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống, với niềm tự hào rất lớn dành cho Quỳnh Trang. Cô cũng cảm ơn Hoàng. Cảm ơn chương trình. Đã ghé thăm nhà của Quỳnh Trang. Chúc Hoàng và chương trình luôn luôn có được nhiều thành công. Con cảm ơn cô ạ. Quỳnh Trang cũng vậy nha, cố gắng nỗ lực. Em cảm ơn em anh. Đã có rất nhiều điều may mắn trong công việc và nghệ thuật rồi, không còn u sầu giống như cô bé ngày xưa chui vô cái thùng nước nữa. Anh đừng có nhắc cái thùng nước nữa được không? Hãy thoát khỏi vòng vòng đi. Anh đang nói một cái thông điệp rất nhân văn luôn á. Hãy giữ đúng nụ cười này. Em tưởng anh nói là hãy thoát khỏi cái thùng nước đó đi. Thì người ta hay nói là hãy thoát khỏi vỏ bọc của mình đi đó. Em đã trưởng thành rồi. Hãy thành công hơn nữa. Hãy trả xong cái nợ nhà này để mua cái nhà mới. Nha, chịu không? Cảm ơn anh. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn anh và chúc anh cùng gia đình cũng như là chương trình của mình sắp tới trong những tập về sau nữa sẽ có thêm thật là nhiều niềm vui và khám phá thêm thật là nhiều những điều mới mẻ, và tập nào cũng sẽ được thật là thành công và được quý vị khán giả đón xem, yêu mến chương trình mình thật là nhiều. Và mong anh cùng với gia đình nhỏ của mình lúc nào cũng sẽ có thật là nhiều tiếng cười, thật là nhiều những kỷ niệm ý nghĩa cùng với nhau, và lúc nào cũng hạnh phúc và bình an. Cảm ơn Quỳnh Trang rất nhiều, cảm ơn cô. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong tập phát sóng tuần này. Và hy vọng tất cả mọi người luôn ghi nhớ lịch hẹn của chúng ta vào lúc 21h20 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7 với chương trình Gõ Cửa Nhà Sao, được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đặc Phim Media. Và bây giờ chúng tôi xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ngày em ra đi, ta nhau nhau.